À, thưa quý vị, hôm nay tiếp tục quay lại cái câu chuyện gọi là Cảnh Tê, Úc Gà và Năm Bánh Bao. Nay cũng nhiều việc đó quý vị. Thì cái điều mà tôi cũng muốn nhắc lại chỗ quý vị là liên quan chỗ là cái tay Cảnh Tê này là một trong những người cũng chính có phải là một trong những người gọi là thật thà. Đây là cái quan điểm và cái nhận định của tôi. Và tôi cũng đã có những cái gọi là những cái dòng trạng thái của anh này ngày xưa. À, cũng là đam mê về cái là bóng đá. Anh cũng lên trên tất cả các cái nền tảng mạng, nhất là cái kênh của anh ngày xưa là cái như là nó vẫn còn là cái kênh là Phạm Văn Tiến đâu quý vị. Bắt đầu là anh lên, bắt đầu là anh ra kèo. Đây, tất cả những cái hình ảnh là ngày xưa cái Cảnh Tê ra kèo đây. Đây là năm 2021 này quý vị. Đã quý vị thấy không? Có nghĩa là về quá khứ anh này đó. Về quá khứ anh này thì thật sự quý vị cũng đã biết rồi. Ở chung là cũng là một trong những người cũng là cái như là cũng thích cái sự may rủi trong cái gọi là cái vòng quay của trái bóng. Anh lên anh ra gọi ra kèo là cái như là đứt hay bồ tất cả mọi vấn đề. Cho nên vừa qua đó có một số bà con hỏi tôi rằng là cái như là cái cơ sở từ đâu mà cho rằng là cái Cảnh Tê này là tên là Phạm Văn Tiến. Cho nên vừa qua là thật sự quý vị khi mà tôi nói cái tên Phạm Văn Tiến là Cảnh Tê và sao nó cũng đã từng dùng một cái thẻ ATM với cái tên là Phạm Văn Tiến. Tên Phạm Văn Tiến là tên thật của là Cảnh Tê. Và nó đã từng dùng cái tên này để nó làm cái thẻ ATM. Đây là một trong những cái chắc quý vị nào theo dõi chắc quý vị cũng đã biết. Thế tại sao mà trong những ngày vừa qua có rất nhiều khán giả lại bị Cảnh Tê gọi là cái là dẫn dụ chạy đi vòng vòng như vậy. Cũng vì là thật sự quý vị nó cũng đánh vào cái điểm yếu của quý vị. Cái điểm mà nó đánh vào quý vị đó đó là cha già mẹ yếu rồi con thơ. Nó đánh vô thật sự quý vị. Một trong những cái mà ai cũng phải đố. Nó đánh đúng tâm lý. Cha già thì mẹ yếu con thơ bắt đầu là xin thưa quý vị. Mà cái gia cảnh của nó thì ba của nó quý vị cũng đã biết rồi. Đã hôm qua đăng tải lên quý vị cũng đã thấy rồi. Vì sao mà những ngày vừa qua Cảnh Tê lại là nhiệt tình bắt đầu là lên để mà kêu gọi khắp lấp như vậy. Chúng ta thấy rằng ngày xưa đó Cảnh Tê đã có một cái kênh rất lớn. Nhưng mà làm anh không uy tín. Làm anh bắt đầu là từ lúc mà nó đưa con ven lên quý vị. Từ lúc nó đưa con ven lên, nó PR con ven, nó lợi dụng cái niềm tin của khán giả. Nó PR con ven lên để mà con ven lên gọi là xúc phạm đến tôn giáo. Cụ thể đó là Phật giáo. Mà nên nhớ rằng tất cả bà con đó, họ đang ủng hộ cho Cảnh Tê là cái như là chủ yếu là bà con trong đạo Phật rất nhiều. Ai cũng cảm thấy bức xúc. Cái thời điểm đó, xin thưa quý vị, cái thời điểm mà nó đưa con ven lên, ai cũng bức xúc. Một kênh YouTube đi lợi dụng niềm tin của người ta rồi đưa một con ba dơ lên để mà gọi là thần thánh hóa vấn đề để mà lợi dụng tình thương của người ta và sau đó nó cũng có nhận tiền quyên góp để mà giúp cho con quen. Nhưng cái điều đặc biệt ở đây đó là quý vị thấy rằng khi mà nó nhận tiền quyên góp cho con quen xong bắt đầu giữa nó với là thằng Trường Pháp Sư có cái gọi là cái dấu hiệu là bán kèo cho nhau. Rồi nó sợ ảnh hưởng kênh của nó bắt đầu nó lên nó gọi là xin lỗi đôi ba tiếng nhưng thật sự cái lời xin lỗi cũng không có thành khẩn. Trong tất cả mọi vấn đề nó là người hiểu rõ về con ven mà nó không lên nó lật tẩy cái vấn đề. Đợi cho lúc mà anh em nó bắt đầu là lên lật từng chi tiết một con ven nó diễn tập như thế nào rồi nó lừa cộng đồng mạng ra sao lúc đó Cảnh Tê mới chịu ngấp cái mỏ lên gọi là xin lỗi. Lúc đó đã muộn cái gì. Lúc đó là con ven cũng đã có nhà, có cửa, có xe hết rồi. Lúc đó cũng là giai đoạn cờ tàn rồi. Nó cũng đã quá muộn rồi. Cho nên kênh của Cảnh Tê là nó mất cái uy tín là từ lúc cái thời kỳ con ven. Từ thời kỳ con ven là nó đã mất uy tín rồi. Không còn ai xem nữa rồi. Và quý vị thấy cái kênh, thậm chí cái kênh hiện bây giờ luôn nè. Tôi theo dõi là cái như là nó đang cái kênh này nó thành lập nay là đã 4 năm. Nhưng nó mới sử dụng trong thời gian mà cái như là cái thời gian mà bị người ta tẩy chay cái kênh Cảnh Tê lớn đó bắt đầu nó mới sử dụng kênh này thì cái lượt view của nó đó là thật sự gì nó không có cao. Thứ nhất là cái kênh nhỏ, thứ hai nữa là bà con họ không còn cái niềm tin. Một cái thằng YouTube mà để cho người ta gọi là cái như là đăng ký kênh vô bắt đầu là lợi dụng cái niềm tin của người ta bắt đầu là đưa con ven lên để mà mồi chài.
Và cũng chính từ vấn đề bà con gọi là họ cái như là họ không còn tin tưởng. Trên mấy ngày vừa qua đó quý vị, cánh tê cũng đang vả tiền, phải nói một câu là gọi là vả tiền đối mèo râu luôn. Lên bắt đầu là mới dựng ra cái chiêu trò đó, rồi nhân dựng ra chiêu trò là báo hiếu cha mẹ rồi xin tiền để mua đất làm nhà. Cái vị trí nó mua đất, cái vấn đề cái số tiền nó mua đất chắc là bà con cũng đã hiểu quá rõ, tôi cũng không cần nhắc tới. Nhưng mà thằng này nó tham lam, nó đã xin thì nó xin cho nó nhiều à, chứ còn nó thật sự xin mà đôi 3 triệu để mà đóng tiền nhà trọ thì với cảnh tê là nó không có xin, đúng không? Mà nó xin là xin phải là tiền cả tiền trăm à, vì tôi cũng quay lại cái vấn đề cảnh tê nó là một trong những người à, gọi là đam mê về cái là cái sự hên xui của trái bóng. Đây là những cái bằng chứng, đây là những bằng chứng của ngày xưa ở năm 2021 là cảnh tê nó đã chơi rồi à. Nó đã lên mạng, bắt đầu nó đã có những cái trò gọi là đỏ đen trong cái là vòng quay của trái bóng rồi. Mà cái kênh nó bây giờ cái kênh trúc ép như vậy đó, đáng lý ra là cảnh tê nó thấy rằng khi mà người ta không còn tin tưởng nó nữa thì nó phải đi lao động, nó phải tìm một cái nghề nào đó nó làm, đúng không? Nhưng đằng này không có gì, nó cũng bu vào cái YouTube à, càng bu vào YouTube là càng chết, càng bu vào đỏ đen là càng chết. Bây giờ nợ thì vay, giang hồ thì cái như là người ta dí. Mà bây giờ lên mà thật sự chẳng lẽ bây giờ là không có một cái lý do nào mà để xin tiền cộng đồng. Cái xin tiền ở đây tôi nói thẳng là cảnh tê đó là nó là một trong những thành chuyên gia xin tiền từ lúc cái kênh cảnh tê lớn của nó kia, chứ không phải là đây là lần đầu tiên. Nhưng mà lần này nó mạo miệng nó lên gọi là nó xin một số tiền lớn như vậy. Nó gọi là nó khủng khiếp ở cái chỗ đó. Cái điều mà tôi cũng đã từng dẫn chứng rất nhiều cái vấn đề, nó là một trong những người cũng đã được rất nhiều đoàn phim cũng đã gọi là đưa nó vô để diễn. Mà xin thưa quý vị, nó không có cái chứng minh nhân dân thì diễn như thế nào, đúng không? Nó không có chứng minh nhân dân thì xin thưa quý vị, người ta là những đoàn làm phim, người ta không có dùng những cái nhân vật mà không rõ nguồn gốc. Đấy là một cái sự thật. Vì trong quá trình đóng phim đóng đồ, xin thưa quý vị, nó có những cái mà gọi là tai nạn ngoài ý muốn. Bất kỳ cái ngành nghề nào cũng vậy, nó sẽ có những tai nạn ngoài ý muốn. Mà nhất là cái vấn đề là cái làng giải trí đó, người ta rất sợ cái vấn đề mà sử dụng những cái người mà không có giấy tờ đầy đủ, họ rất ngại cái vấn đề này. Đấy. Cho nên bất kỳ cái con người nào mà vào bây giờ có đóng vai quần chúng hay là thế nào cũng phải có giấy tờ đầy đủ. Nhưng mà tôi thấy rằng thằng cảnh tê nó vẫn có thực hiện những cái pha hành động, có nghĩa là khi mà thực hiện những pha hành động thì có khả năng nó xảy ra trầy da tróc vảy, bung tay bung chân là chuyện bình thường. Đã va chạm là chắc anh sẽ có cái vấn đề là cái như là nó sẽ là cái như là bung gân, là cái thật sự quý vị, cái câu chuyện đó là cái chuyện bình thường chứ không có thể nào ấy được à, mà lúc đấy xin thưa quý vị, lúc mà tay chân mà nó bung gân bung gốc đấy thật sự cũng phải là nhờ đến là y khoa đó, rồi vô nhập viện nhập đồ cũng phải có cái chứng minh nhân dân rồi chứ, tất cả mọi cái cũng phải có chứ. Cho nên cái anh đạo diễn mà anh dùng một con người để vô đóng một bộ phim thì cái tầm nhìn của anh nó khác chúng ta lắm. Ít ra anh cũng phải có đầy đủ tất cả các giấy tờ tùy thân rồi tôi mới dùng với anh. Đây là một trong cái không thể nào mà thay đổi được. Bản thân tôi dùng người cũng vậy à. Tôi là cũng có cái thời kỳ gọi là cái như là cũng là tuyến gọi là cái lao động thời vụ. Nhưng mà cái lao động thời vụ vô ít ra anh cũng phải có một cái gọi là cái nguồn gốc rõ ràng, cái nơi xuất xứ rõ ràng, cái giấy tờ tùy thân, rồi cái xác nhận của địa phương. Đấy là những cái tôi đang cần trong quá trình gọi là tôi sử dụng đến là cái lao động gọi là lao động thời vụ. Bản thân tôi cũng vậy, chứ không nói thật sự. Cho nên mấy ngày vừa qua đó quý vị, tôi có theo dõi kênh của Cảnh Tê thì tôi thấy rằng cái lượng view của nó là không có cao, lượng view không cao. Với lượng view như vậy thì cao lắm là một tháng là Cảnh Tê nó thu nhập khoảng là từ 5 đến 7 triệu. Với số tiền này không đủ trong cái cuộc chơi của Cảnh Tê. Với số tiền mà một tháng từ 5 đến 7 triệu không đủ một cái cuộc chơi của Cảnh Tê. Cho nên nếu như một người mà họ biết lo xa, họ biết là cái như là mình là một cái trụ cột của gia đình, vì cha là bệnh, mẹ già, con thì nhỏ. Nếu như một người mà họ biết là suy nghĩ, họ biết là cái như là lo xa về cái vấn đề là tương lai ngày mai, thì họ có thể là họ buông bỏ cái công việc hiện tại để đi tìm một công việc khác.
để mà có thu nhập hơn. Nhưng mà Cảnh Tê nó lại chọn cái con đường là kể như là phải chọn cái con đường là YouTube mới được. Đã. Mà bây giờ càng quay càng không có view thì chắc ăn là nó phải diễn trò thôi, nó phải là lên để xin tiền thôi. Tôi là người cũng làm YouTube, tôi hiểu với lượt view của Cảnh Tê như vậy, thu nhập không đáng kể mà chi phí của nó hàng ngày, cha mẹ nó thì chung là tự nuôi nuôi sống bản thân rồi. Quý vị thấy ba mẹ nó ít ra cũng đi bán vé số đúng không ạ, cũng nuôi sống bản thân. Nhưng còn cái bản thân của nó, còn bản thân nó có nhiều cái khoản chi phí khác nữa. Ví dụ chi phí trong cái cuộc đời, ví dụ vậy, lấy tiền đâu trang trải? Chúng anh chúng là anh mà trật là xem như là ôm nợ. Cho nên là bằng mọi giá là bây giờ nó nhanh gọn lẹ nhất là phải lên cộng đồng mạng để mà diễn trò để sinh thôi, diễn trò để sinh thôi. Nhưng mà nó đen cái là đợt này đó là khán giả cộng đồng phẫn nộ quá nhiều vì nó sinh một cách trắng trợn, nó sinh một cách mà thật sự quý vị không có ai mà thuở đời đi xin tiền và báo hiếu cho cha cha mẹ cả, trong khi đó bản thân mình là một trong những người lành lặn. Cho nên đêm hôm tôi nói rằng Cảnh Tê nó đang dính bẫy của tôi đó, là lý do là những ngày trước tôi lên tôi kích tướng. Nếu như đúng quả như đó là mày xin tiền để mà cất nhà cho ba cha mẹ đó thì mày đưa ba mẹ mày lớn. Nó bắt đầu là anh nghĩ rằng chắc là đưa lên là mình sẽ hạ nhiệt, bắt đầu anh đưa lên đó. Thật sự quý vị, tôi nói là diễn mà diễn không khéo đó, vì một trong những người mà thật sự mục đích của nó là kiếm tiền, lên diễn đâu có khéo đâu. Bắt người cha vô bắt đầu là cũng diễn theo cái bài của nó soạn sẵn, chứ người cha nó đâu có biết kênh tôi là kênh gì, đúng không? Chẳng qua là lúc mà cái thật sự bây giờ là cái như là người tâm lý người cha nào cũng vậy, vì thương yêu con, vì vấn đề bảo bọc cho con mà chấp nhận những cái vấn đề gọi đây là một trong những cái hạ sách mà người cha nó vẫn chấp nhận. Rồi lên để mà chỉ trích, lên để mà gọi là ngồi không một chỗ rồi chửi người này chửi người kia. Những cái lời đó thật sự quý vị, Cảnh Tê nó đã nói những cái clip trước rồi. Tôi thấy đây là một cái câu chuyện nó rất bình thường với tôi, đúng không? Bây giờ có nói như thế nào đi chăng nữa, thật sự tôi đã moi rồi, tôi moi tới cùng thôi. Chứ đừng có lên mà thà lên nhận sai, lên nhận sai thì cái ở đây xin thưa quý vị, cộng đồng người ta ai cũng chấp nhận hết. Nhưng mà lên rồi gọi là cha con xâm kiếm hợp bích với nhau để diễn một thước phim xem như nó Trung Quốc, diễn một thước phim nó không có giá trị. Tại sao nó đã từng sử dụng một cái tài khoản mang tên Phạm Văn Tiến mà tên của nó thì tôi hỏi quý vị, những cái mà đêm hôm tôi đặt ra đó, nó không có căn cước công dân thì nó đi làm như thế nào, nó đi đóng phim như thế nào, rồi nó làm cái kênh, nó làm cái thẻ ATM như thế nào, giấy tờ xe nó làm như thế nào, cái bằng lái nó làm như thế nào, được không? Nên nhớ rằng bây giờ nó thật sự quý vị đi ra đường mà gọi là mang cái bằng gọi là không chính chủ đó cũng bị công an người ta hỏi lên hỏi xuống chứ, đúng không? Nhưng mà nó đây nó đi từ Bắc tới Nam mà bảo rằng nó không có cái chứng minh nhân dân thì cái xe nó làm tên của nó như thế nào đó. Tôi chỉ nói như vậy thôi, những cái vấn đề đó rất thực tế. Cho nên á, bà con đừng có nghe mà nó thật sự nó lên gọi là nó đánh vào cái lòng thương hại của quý vị. Đây là một cái trò gọi là kiếm ăn rất dơ, kiếm ăn không chấp nhận. Mình là một trong những thanh niên sức dài dai rộng, một trong những trụ cột gia đình, mình cảm thấy rằng làm YouTube mà cái như là khán giả người ta không còn tin tưởng mình nữa thì mình có thể là mình buông để mà chọn một con đường khác mình làm. Nhưng đằng này quý vị cố đấm ăn xôi, cuối cùng càng lao vô là không có người xem, không có người xem rồi bây giờ túng quá là làm liều. Đây là Cảnh Tê là mang chắc là túng quá làm liều. Ở Cảnh Tê nó đang livestream nhưng chắc ăn rằng nó sẽ xem tôi làm thật sự quý vị, nó kết thúc live là nó xem. Vì sao? Vì những cái vấn đề này xin thưa quý vị, mình đi guốc trong ruột nó hết trơn rồi, cái bản chất này xin thưa lột trần rồi đã quý vị. Đợi đi, mấy ngày trước là anh lên cái một ngày anh lên còn có như là ba bốn đường live liên tục, anh live livestream liên tục, mình coi mà theo dõi để phản biện anh cũng ớn mà. Nhưng từ lúc mình lên nói được một cái là anh sẽ không còn like nhiều nữa, không còn like nhiều nữa. Và cái vấn đề mà chúng ta ai cũng thấy cái sự mà nó quá rõ ràng đó là kiểu như là nó không còn ghim số tài khoản lên cơ, trong cái đường like nó không còn ghim số tài khoản.
Ủa mày kiên trì, mày kiên định thì tại sao lại mày không có làm những cái gì như những ngày vừa qua mày làm đi? Đấy. Mày kiên định mà. Mày kiên định với cái lập trường là thật sự mày không sai. Mà tại sao mày không giữ nguyên cái số tài khoản ở trên đường like đi? Đó rồi mày vẫn duy trì là chạy xe nhông 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 đó rồi cái nhông cũng live stream bình thường rồi chứ. Rồi lên chữ khán giả, chữ chữ lại những người mà họ gọi là họ lên họ đóng góp ý kiến cho mày đi chứ. Cứ làm giống như ngày xưa mà tao chưa lên đó. Nó thành cái thói quen quá gì. Đây là một trong những văn hóa của thành cảnh tê. Người ta đụng tới nó là thật sự quý vị, nó chửi người ta là tan xác luôn. Trong khi đó bản thân nó chẳng có trúng mà nó đi chửi người ta. Bây giờ xem như là nó lột trần hết trơn rồi. Ở trong này nó có những cái gọi là thành cảnh tê, nó còn nhấn kèo cho người ta nữa. Trong này có những cái cảnh tê còn đang nhấn kèo cho người ta nè. Kèo bao nhiêu có nhấn hết rồi. Thì tôi hỏi quý vị, cảnh tê nó có phải là một người gọi là cái như là làm ăn chân chính không? Thế. Hay là cũng đang tính vào cái may rủi trong cái gọi là cái vị trí tới của cái bóng. Anh có những cái vấn đề như vậy à, khi mà mình lên xin thưa quý vị, mình cũng chẳng phải tài giỏi gì, nhưng qua cái cách của cảnh tê, cái cách nó nói chuyện, cái cách nó chia sẻ vấn đề là tôi thấy không có sự rối rít. Cái cách nó chia sẻ một cái vấn đề thì tôi thấy rằng cái lòng tham của nó gọi là cái là tột cùng tham lam. Thâu bữa vừa rồi nó thật sự mày biết 30 triệu đó là thật sự à, thì mày biết điểm dừng được rồi, rồi mà ráng khoảng rặn 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 khoảng năm 10 ngày sau rồi rồi mà mày lên mà rên nữa thì nó thật sự chắc là ta cũng không lên tiếng đâu. Thỉnh thoảng mày lên mày xin một lần thì ta không lên tiếng đâu, nhưng mà do thật sự mày lên được là mày xin có tiền là mày lên liên tục. À, một ngày là 5-6 đường like mà còn bắt ép khán giả phải cho tiền mày để đổ xăng. À, nó lên nó like xin thưa quý vị, có người cho tiền là nó còn like, không có người cho tiền là nó tắt, nó còn chữ là nãy giờ không có người cho tiền. À, bà con là theo dõi tôi nghĩ rằng chắc cũng đã từng thấy những cái thước phim đó, đúng không? Ở đây tôi nói không có phải là mình nói oan hay là mình cái như là bắt ép cảnh tê những cái mà cảnh tê không có, nhưng những cái gì mình nói cũng mong rằng thứ nhất là cộng đồng có một cái nhìn nhận nó rõ hơn về cái nhân vật cảnh tê này, và thứ hai tôi cũng muốn gửi đến cảnh tê sống cho nó đàng hoàng tử tế hơn. Mình dù sao cũng còn cha già mẹ yếu, còn đứa con thơ thì mình sống như thế nào nó có một cái tình người thật sự, chứ đừng nói thật sự lên rồi đi lường gạt khán giả. Người ta ủng hộ cho mình rồi mình lên mình lường gạt người ta thì xem là có một con người không có đạo đức rồi. Còn cái vấn đề anh có hiếu có thảo đó, bất kỳ người nào cũng có cha có mẹ, quý vị ai cũng muốn có hiếu có thảo có cha mẹ đó, chứ không phải là người ta là cây cỏ mà mình cảnh tê nó là con người, đúng không? Bất kỳ ai cũng muốn có hiếu có thảo với cha với mẹ hết, nhưng mà người ta có hiếu có thảo là người ta phải đi lao động. Tôi thấy rằng thật sự tôi thấy có một cái hoàn cảnh là cái em đó nó bị là giống như bị bại sụi, nó đi không được, nó phải nằm xe lăn, nó đi bán vé số gì nuôi mẹ nó. Cái hoàn cảnh là tôi đã tới tận nhà cách đây khoảng 3 năm. Nó bị bại sụi nhưng mà người mẹ bị tai biến đó, người mẹ nằm ở nhà như vậy, bắt đầu là nó đi bán vé số. Cái tuổi em này nó tầm khoảng là 19 20 thôi. Chứ ngồi trên xe bắt đầu là tự chống tự đẩy đi, bắt đầu là đi bán từng tờ vé số về để mà cái như là lo cơm lo nước cho mẹ. À, quý vị thấy không? Đấy mới người ta gọi là mới báo hiếu. Những tấm gương như vậy là người ta thấy, người ta mới thật sự mới là xót lòng.